bạn mình vừa xem xong bộ phim Kẻ Cắp Mặt Trăng phần 3, thì mình vừa xem xong suất chiếu sớm và không quên về nhà review ngay cho các bạn ha. Thì đây là một bộ phim phải nói là không cần review nhiều các bạn, thì nó đã có sức hút riêng rồi. Thì chúng ta không nói sâu về nội dung vì đây là một bộ phim dễ hiểu dành cho thiếu nhi các bạn, nhưng mà khi mà người lớn chúng ta xem thì chúng ta vẫn có thể cười thoải mái và relax với bộ phim này. Thì bộ phim lần này á thì sẽ có thêm sự xuất hiện nữa, đó là người em sinh đôi của Gru, đó chính là Gru, hai người Gru hết, một người là Gru và một người là Gru. Thì các bạn sẽ được xem hành trình của hai anh em sinh đôi này cùng nhau để mà chiến đấu với lại cái ác, đó chính là một tên biến thái Rat. Thì các bạn xem phim này thì cái tên biến thái này cũng rất là đáng yêu trong bộ phim hoạt hình này các bạn. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là những cái chú Minion đáng yêu chúng ta bị bắt, bị giam mà. Thì dĩ nhiên giam giữ thôi nhưng mà các chú này vẫn quậy phá như ở phần 1 và phần 2, thì cũng là một điểm thu hút để chúng ta xem bộ phim này. Thì nói chung mình review rất là ngắn gọn thôi, là chúng ta cũng sau những cái giờ làm việc căng thẳng hoặc là những cái bạn trẻ mà hình như mới thi tốt nghiệp xong đó, thì chúng ta có dành thời gian để xem bộ phim này để relax. Các bạn tốt nghiệp thì chưa biết kết quả như thế nào, thì có ra sao thì chúng ta cũng cứ relax thôi đúng không? Thì chúng ta cũng ra rạp để xem bộ phim này. Đây là một phim hoạt hình rất là đáng yêu, dễ thương, không có cần quan tâm nhiều đến nội dung đâu, thì cứ ra rạp và xem và tận hưởng bộ phim này thôi. Và cũng như phần 1 và phần 2 thì phần 3 của Kẻ Cắp Mặt Trăng thì các bạn cũng sẽ được xem những cái màn ca hát nhảy múa rất là đáng yêu của Minion. Đó là một cái điểm mà để thu hút chúng ta để xem loạt phim về Kẻ Cắp Mặt Trăng này, thì chắc chắn là trong phần 3 này không thể thiếu được, và có nhiều cái tình huống rất là dễ thương các bạn. Thì các bạn nhớ ra rạp xem bộ phim này để chúng ta xem những cái chú Minion trong phần 3 là đáng yêu thế nào ha. Bộ phim rất là đáng yêu các bạn ha. Thì bộ phim chính thức ra mắt vào ngày 30 tháng 6 mà hiện tại là đang có suất chiếu sớm, thì các bạn cũng tranh thủ để xem bộ phim trong thời gian này ha. Và cảm ơn các bạn đã xem review bộ phim này. Bye. Nói chung là hôm nay mình cũng mặc đồ giống giống Minion các bạn ha, vẫn là một cái yếm jean rất là dễ thương ha. Thì mình phải nói chung là cũng phải review cho nó phù hợp với bộ phim, và mình đã chọn cái bộ này để review phim cho các bạn xem.